Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tôi bị tiểu đêm. Còn tôi bị tiểu nhiều lần, tiểu xóm. Chúng tôi bị bàng quang tăng hoạt OAB đen mệt. Ông mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang đi. Ích Niệu Khang đã được chứng minh hiệu quả. Ích Niệu Khang giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB.